hôn nút mắt em sâu. Ok, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Năm mới Tết Dương lịch đã Tết âm lịch đã qua thì bây giờ chúng ta đã quay trở lại những công việc hàng ngày, và em cũng như thế đã quay trở lại với công việc yêu thích hàng ngày, đó là ngồi test những cái bộ dàn âm thanh mini mới về hàng để gửi tới các bác ở phương xa để có thể tham khảo. Ngày hôm nay thì trong cái video thứ hai của năm mới, em chọn một bộ dàn mà trong cái thương hiệu em rất là thích, trong công nghệ loa em rất là thích, đó là bộ dàn loa bằng gỗ đến từ thương hiệu Victor. Và ngày hôm nay thì sản phẩm đầu tiên lên sóng trên cái phân khúc dàn mini đó là Victor EXA1. Và em lựa chọn bộ dàn này tại vì nó mang cái màu sắc đó là màu đỏ tươi, nó mang đến sự may mắn và thịnh vượng cho tất cả các anh em cũng như là shop của em phát triển trong năm 2020. Ok, Victor EXA1 về hàng bên em lần này với cái hình thức rất là đẹp, cặp loa tuyệt vời. Đặc biệt là Ampli cũng có hình thức rất là tuyệt vời, trên 95%, riêng cặp loa đánh giá khoảng 98%. Và bộ dàn này sẽ đi kèm khiển học lệnh đầy đủ tính năng. Đầy đủ tính năng có nghĩa là không thiếu một cái tính năng gì hết các bác nhá. Và với cái mức giá là 5,5 triệu. 5 triệu rưỡi này thì bác nào ủng hộ cho em mở hàng đầu xuân, em sẽ tặng lì xì cho bác thêm một cặp dây loa trị giá 750.000, dây loa bắp chuối em đang kết nối phía sau đây, và sẽ dành cho những vị khách đầu tiên khi mà liên hệ tới em để lựa chọn cái bộ dàn Victor A1 này. Đây là một món quà lì xì tri ân nhỏ cho các bác. Còn nếu mà các bác không lấy dây loa thì mức giá chỉ còn các bác có thể trừ trực tiếp cái dây loa ra với cái mức giá là 5 triệu trong một bộ dàn đầy đủ khiển học và dây loa sơ cua đi kèm. Bây giờ em sẽ quay lại gần máy hơn để các bác cùng tham khảo về hình thức của thiết bị này. Sau đó em sẽ nói qua một chút về cái khả năng chơi nhạc để các bác cùng tham khảo. Ok, Victor EXA1 được sản xuất đầu tiên trong cái thế hệ loa bằng gỗ, khi mà họ đã nghiên cứu hơn 20 năm ra được cái phiên bản cuối cùng, đó là chất liệu loa bằng gỗ chống chịu được mọi thời tiết ở tất cả các quốc gia khác nhau. Thiết bị này có khả năng chơi nhạc tốt ở những không gian khoảng 20 mét vuông trở lại các bác nhé. Và đặc biệt nó có một cái kiểu dáng nhỏ gọn để các bác có thể bày biện trong không gian và không chiếm quá nhiều diện tích. Ngoài ra thì Victor EXA1 cũng được các bác chơi đặt ở bàn làm việc rất là nhiều các bác nhé. Và cái ngôn ngữ thiết kế này nó được sử dụng sau những cái phiên bản này rất là nhiều, kể cả những cái phiên bản GVC. Tuy nhiên ở cái những cái phiên bản GVC sau này thì nó không còn giữ cái màu loa dạng đỏ như này nữa, và nó dạng thẫm hơn. Tuy nhiên bản chất em làm loa bằng gỗ rất là nhiều, em rất thích cái màu đỏ này ở xuất hiện ở trên những sản phẩm như A1 hoặc A10 đó. Thiết bị về hàng thì khiển học này em đã học đầy đủ những cái tính năng cho bác, như tắt nguồn này, tăng giảm âm lượng này, rồi chuyển kênh, nách nối bài, ra đĩa, chọn bài nhanh, nói chung là cũng đầy đủ tính năng hết, nó chỉ khác cái hình dáng của khiển zin thôi đó. Đầu máy rất là đẹp, các bác có thể thấy panel nhôm ở trên này rất là đẹp này. Ở cái điện thoại này khi mà em quay nó xuống cái mặt gỗ này, nó sẽ ngả vàng luôn cái máy này. Tuy nhiên thì máy này nó sẽ có thiết kế là màu bạc các bác nhá. Công nghệ Ampli Dias đó, các bác có thể thấy. Mặt trước của Victor A1 đây, các bác có thể thấy là nó cũng có một cái núm chỉnh âm lượng rất là đẹp, không bị móp. Đó, không bị móp. Và khả năng đọc tất cả các loại đĩa trên thị trường, kể cả đĩa chép. Và cũng có khá là nhiều bác hỏi em trong tất cả những bộ dàn mini nói chung là còn zin hay không, hoặc là đã mở máy ra chưa. Thì em cũng chia sẻ luôn với các bác là thực ra là khi chúng ta mua hàng về thì máy nó còn nguyên thì cũng chả tội gì mà phải mở ra. Đặc biệt là đối với những cái bộ dàn mini nó có cấu trúc phức tạp, nếu mà em mở ra thì không may nó đứt dẫn cái dây gì thì tự nhiên là mình làm khổ mình thôi. Và em sẽ bán cho các bác với cái trách nhiệm bảo hành của em, vì thế các bác có thể hoàn toàn yên tâm. Ok, ở trên Victor EXA1 thì các bác có thể thấy là nó sẽ có một cái chỉ gỗ anh đào ở phía dưới nữa, màu đỏ giống với màu loa, các bác có thể thấy nhìn thấy dưới máy này đó. Đó, mặt âm ly rất là đẹp và tuyệt vời, đặc biệt là cặp loa thì đầy đủ hai căng rất là đẹp, không bị rách cấu gì cả. Và cặp loa các bác có thể thấy chiêm ngưỡng cặp loa này đẹp và vân gỗ này đó, các bác có thể thấy đẹp, rất là đẹp và không bị cấn cạnh đó. Màng loa thì còn rất là sáng, được phủ một cái lớp bảo vệ ở bên ngoài rất là bóng. Đường kính của củ loa là 6cm, loa toàn giải, công nghệ màng gỗ Goodcon. Đó, các bác có thể nhìn góc cạnh bên này một chút này. Đó,
kể cả những cái xước da mà không thì không có. Ví dụ như những cái bộ trước Tết em đã có siêu ỏm những cái bộ như Victor A3 thì nó xước da mà bên cạnh thì em cũng chia sẻ với các bác luôn. Tuy nhiên trên cái phiên bản Victor A1 này nó rất là đẹp, cặp loa rất là đẹp các bác nhá. Và cặp loa này thì khi các bác mang về nhà các bác chơi thì các bác cũng có thể phối ghép với những chiếc âm ly đèn hoặc là những cái âm ly khác cũng có thể chơi thoải mái, chứ cũng không riêng gì cái đầu máy âm ly A1 này. Đó, đặc biệt là cái năm 2017 cũng như 2018 thì anh em rộ lên phong trào chơi loa bằng gỗ này với âm ly đèn. Đó. Còn đây là phía sau của Victor XA1, chúng ta sẽ có hệ thống của đường out x vào này, vì thế các bác cũng có thể cắm điện thoại vào đường sub out này. Ngoài ra thì cầu loa cũng sử dụng dạng bắp chuối cũng như kẹp dây. Và các bác nào liên hệ tới bên shop sớm thì em sẽ tặng cho bác một cặp dây loa như này. Đó. Ngoài ra thì các bác không lấy dây loa thì có thể trừ thẳng vào tiền bộ dàn này kèm khiển học với mức giá là 5 triệu. Đó, các bác có thể thấy này. Cầu sau của loa rất là đẹp, Victor XA1 công suất là 30W, chơi tốt ở không gian phòng khoảng 20m2 trở lại. Đó. Và thể loại nhạc thì trừ cái loại nhạc sàn ra thì nhạc nào cũng hay các bác nhé. Loa bằng gỗ thì trung âm rất là dày dặn, nghe rất là thích trong tất cả các thể loại nhạc khác nhau. Bây giờ em sẽ test cho các bác một đoạn nhạc nữa. Hãy subscribe.
dàn Victoric A1 mở hàng đầu năm với mức giá là 5,5 triệu tặng kèm một cặp dây loa bắp chuối đi kèm. Bắt đầu không lấy dây loa bắp chuối cũng có thể trừ thẳng vào sản phẩm với mức giá là 5 triệu. Thiết bị sẽ được bán COD toàn quốc khi các bác đặt cọc, đặc biệt thì các bác chuyển khoản đủ thì bên em sẽ miễn phí ship. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những sản phẩm tiếp theo.